nhằm bổ sung nhân sự cho ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam hướng tới chiến dịch vòng loại cuối World Cup 2022, VFF đã mời thêm hai trợ lý người Hàn Quốc là huấn luyện viên Kim Tae-min của Hoàng Anh Gia Lai và huấn luyện viên Park Chung-kyon của câu lạc bộ Hà Nội. Quyết định này được đưa ra dựa trên đề xuất của huấn luyện viên Park Hang-seo. Như vậy, vị thuyền trưởng 63 tuổi đã có thêm hai trợ lý về chuyên môn bên cạnh huấn luyện viên Lee Yong-jin. Xét về kinh nghiệm và sự thấu hiểu về các đội tuyển Việt Nam, rõ ràng thầy Lee vẫn là người được đánh giá cao hơn. Ông đã gắn bó với thầy Park từ những ngày đầu tiên đến Việt Nam và cùng trải qua thăng trầm trong hơn 3 năm công tác. Huấn luyện viên Lee Yong-jin từng có một sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng khi hai lần góp mặt cùng đội tuyển Hàn Quốc tham dự World Cup 1990 và 1994. Trước khi đến Việt Nam, ông từng dẫn dắt Daegu FC. Huấn luyện viên Kim Tae-min đến Việt Nam vào năm 2019 với vai trò là trợ lý tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đến năm 2021, ông trở thành trợ lý của huấn luyện viên Kiatisak Senamun ở Hoàng Anh Gia Lai. Nhiệm vụ chính của huấn luyện viên Kim là chuyên viên phân tích dữ liệu, với sự am hiểu về những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai như Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Toàn. Chắc chắn ông sẽ giúp cho thầy Park có những tính toán hợp lý để các tuyển thủ phát huy hết khả năng của mình. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Chung-kyun từng là học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo ở U23 Hàn Quốc. Điều này sẽ giúp cho cả hai có được sự ăn ý trong khi làm việc. Huấn luyện viên Park Chung-kyun có 30 lần khoác áo U23 Hàn Quốc và số lần thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trước khi đến Việt Nam, ông đã kinh qua nhiều năm làm trợ lý cho câu lạc bộ Jeonbuk Motors của Hàn Quốc và dẫn dắt Thiên Tân Thiên Hải Trung Quốc. Với việc 12 trợ lý đến từ hai câu lạc bộ đóng góp số lượng cầu thủ đông nhất đội tuyển, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có thêm những sự hỗ trợ đắc lực và hiệu quả. Chiều 11 tháng 8, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tiến hành bốc thăm điều chuyển một đội từ 4 bảng IGHJ tại vòng loại U23 khu vực Đông Á sang bảng K khi U22 Triều Tiên xin rút lui. Lá thăm may rủi đưa Hồng Kông từ bảng Y sang bảng K để thi đấu cùng với hai đội tuyển còn lại là Nhật Bản và Campuchia. Điều này đồng nghĩa với việc U22 Việt Nam chỉ còn đối đầu với hai đối thủ là Đài Loan và Myanmar ở bảng Y. Theo dự kiến lịch trình, vòng loại U23 châu Á năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23 đến 31 tháng 10 năm 2021. Bản đấu của những chiến binh sao vàng sẽ được tổ chức tại Đài Loan. Sau khi kết thúc vòng loại, AFC sẽ chọn 11 đội Nhật Bản và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cùng với chủ nhà Uzbekistan giành quyền giữ vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 6 năm 2022. Ở thời điểm hiện tại, các cầu thủ U22 Việt Nam đã hội quân tại Hà Nội và bước vào buổi tập đầu tiên vào chiều 10 tháng 8. Huấn luyện viên Park Hang-seo giao nhiệm vụ cho trợ lý Kim Han-yoon cùng với các cộng sự trong ban huấn luyện triển khai giáo án tập luyện cho các tuyển thủ. Thời gian này, toàn đội được bố trí sinh hoạt và tập luyện theo nguyên tắc bong bóng khép kín tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF. Tiếng vang từ ngôi vị Á quân tại vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 tạo động lực cho các cầu thủ tập luyện chăm chỉ và quyết tâm hơn. Tiếp tục một thông tin về V-League, Lê Nguyễn đã trở về Mỹ sau khi ban tổ chức quyết định hoãn V-League 2021 sang năm 2022. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ chi trả lương cho tiền vệ Việt Kiều đến khi hợp đồng hết giá trị vào tháng 12 năm 2021. Trong thời gian từ nay đến cuối năm, đội đồng chủ sân thống nhất phải tiến hành thương thảo nếu muốn cựu tuyển thủ đội tuyển Mỹ tiếp tục thi đấu phần còn lại của V-League 2021. Lê Nguyễn là một trong những nhân tố quan trọng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Anh không chỉ đóng góp đáng kể về mặt chuyên môn mà còn mang đến hiệu ứng tích cực cho người hâm mộ đội bóng. Đẳng cấp và tiếng tăm của Lee là không cần phải bàn cãi. Thế nên, nếu không có sự phục vụ của anh trong giai đoạn cuối mùa, thì đó là một tổn thất rất lớn cho đoàn quân huấn luyện viên Alexander Popkin. Tính đến thời điểm hiện tại, Lee Nguyễn đã ra sân 9 lần tại V-League 2021 và đang là chân sút số 1 của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi ghi được tổng cộng 5 bàn thắng.